Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Khởi tố vụ án đầu độc hơn 3.400 cây thông gây chấn động. Vụ đầu độc rừng thông lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát lộ khiến dư luận xôn xao. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm vụ đầu độc thông này theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 16 tháng 5, cơ quan chức năng cho biết Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản tại tiểu khu 292 thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Công an huyện đang triệu tập nhiều đối tượng để làm rõ chuyên án hủy hoại rừng đặc biệt nghiêm trọng này. Hiện cơ quan chức năng chưa thể cung cấp danh tính những đối tượng có liên quan đến vụ án vì đang trong quá trình điều tra. Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S cùng các sở ban ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng thông. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng các đối tượng triệt hạ rừng thông để lấy đất sản xuất, sang nhượng bất hợp pháp, bởi đất đai tại khu vực này khá bằng phẳng, màu mỡ, lại gần quốc lộ 28 và đường nội tỉnh của Lâm Đồng. Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra để đưa đối tượng đầu độc gần 11 hecta rừng ra xử lý trước pháp luật, đồng thời yêu cầu đơn vị chức năng phối hợp xây dựng phương án trồng lại rừng, tăng cường các biện pháp để giữ rừng. Như đã phản ánh, cả cánh rừng thông trên 17 năm tuổi, rộng gần 11 hecta với khoảng 3.400 cây bị đầu độc chết trắng. Lâm tặc đã dùng máy khoan để khoan lỗ sâu vào thân cây thông rồi bơm thuốc diệt cỏ có độ độc cao, khiến lá bị úa đỏ, cây khô và chết dần. Toàn bộ số thông này không thể phục hồi. Sau khi báo chí và một số cơ quan phản ánh tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.